Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu kết nối với Việt Nam International Sourcing 2023. Sau đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn do các bất ổn về địa chính trị, xu hướng tiêu dùng mới tại các thị trường xuất khẩu của Việt Nam đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước. Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam International Sourcing 2023 do Bộ Công Thương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, bao gồm các hội nghị, hội thảo, hoạt động kết nối giao thương và triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam International Sourcing Expo 2023. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuỗi sự kiện Việt Nam International Sourcing 2023, Bộ Công Thương vừa tổ chức buổi tọa đàm phỏng vấn giữa các doanh nghiệp xuất khẩu trong các ngành dệt may, nông sản và thực phẩm chế biến với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng các kênh phân phối, thu mua quốc tế nhằm tìm ra giải pháp kết nối hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp. Việt Nam International Sourcing Expo 2023 hứa hẹn thu hút 8.000 lượt khách tham quan, giao dịch với 200 đoàn quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp được lựa chọn để giới thiệu tới các nhà nhập khẩu, tập đoàn phân phối và các đoàn thu mua quốc tế đều là doanh nghiệp đã đạt các chứng chỉ quốc tế, có sản phẩm chất lượng cao ở các ngành hàng Việt Nam có thế mạnh và các nhà phân phối bán lẻ quốc tế có nhu cầu như thực phẩm, dệt may, giày dép, ba lô, túi sách, đồ thể thao và dã ngoại, đồ gia dụng và nội thất, công nghiệp hỗ trợ. Hôm nay thì các thương vụ cũng đã hướng dẫn về những cái chính sách mà các cái nước như thí dụ như là các khu vực EU chẳng hạn hay là Hoa Kỳ thì các doanh nghiệp cũng cần phải thứ nhất là nắm được những cái chính sách đó, những cái tiêu chuẩn đó một cách rõ ràng và đầy đủ nhất để có cái phản ứng chính sách sao cho nó phù hợp. Chúng tôi trong thời gian tới thì cũng sẽ tổ chức ngay tại cái Việt Nam xuất sinh và các cái diễn đàn Việt Nam Hoa Kỳ, diễn đàn Việt Nam EU, diễn đàn Việt Nam khu vực Mỹ Latin để cập nhật về tình hình chính sách, để trả lời những cái câu hỏi cụ thể của doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp, và chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cả các cái nhà thu mua để chỉ ra những cái vấn đề còn tồn tại đối với các doanh nghiệp. Đối với từng mỗi doanh nghiệp thì có những cái vấn đề khác nhau và họ sẽ phải có những cái chiến lược khác nhau để đối phó với cái tình hình đó, để làm sao mà tháo gỡ được khó khăn và có thể nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển được trong thời gian tới. Hiện Bộ Công Thương đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng Việt Nam, qua đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước.